Các bạn biết cuốn sách gì đấy không? Nhìn cái bìa biết rồi đúng không? Mình cuối cùng thì cũng đã đọc cuốn truyện kinh điển rất là nổi tiếng của dành cho trẻ con nhưng cũng là dành cho người lớn, Khoảng Từ Bé. Câu chuyện ban đầu thì có vẻ như là nó là cho trẻ con nhưng mà khi đọc thì bắt đầu chiêm nghiệm được rất là nhiều thứ và mỗi một cái yếu tố trong cuốn này đều có vẻ như là nó sẽ thành biểu tượng gì đó. Và đương nhiên là mình cũng có phải đọc một cái các cái bài viết liên quan đến phân tích của chuyện này. Mới đầu khi mình đọc cuốn này thì mình đọc xong và mình thấy nó khá là thú vị, một cái cuốn sách nó rất là có ý nghĩa, tại vì là nó nói một cái bề mặt đi, một cái ý nghĩa bề mặt mà chắc là ai đọc cũng nhận ra ấy, đó là cái sự ngây thơ của trẻ con và cái việc mà người lớn khi mà lớn rồi họ không còn có cái sự ngây thơ đó, họ không còn giữ được cái sự tưởng tượng phong phú đó, mà những gì với người lớn mà người lớn coi trọng thì thường chỉ là những con số phải được thể mà con số thực tế, là những cái mà gọi là sự tưởng tượng, trí tưởng tượng nó gần như là mất đi. Các bạn có nhớ là ông Albert Einstein, ông ấy có từng nói rằng là thế nào nhỉ, mình không nhớ lắm, mà ông ấy nói gì về cái trí tưởng tượng ấy, tức là ông ấy cũng hình như cũng là một song ngư à, mình cũng là song ngư, thì nên là cuộc sống mà không có sự tưởng tượng thì quả là nhàm chán. Và trong chuyện này đã thể hiện ra là người lớn là như vậy, người lớn trong cuốn sách này họ không có trí tưởng tượng, họ chỉ có thực tế, chỉ có những con số và chỉ cần nói về thực tế, nói về những con số là họ sẽ tin ngay, đó là những cái bằng chứng xác thực. Nhưng với trẻ con thì không cần phải như vậy, trẻ con chỉ cần dùng trí tưởng tượng của bọn nó thì bọn nó có thể giải nghĩa được tất cả mọi vấn đề. Ôi, gạt sang cái vấn đề, cái ý nghĩa của chuyện này sang một bên thì trong video này mình muốn nói về những biểu tượng trong Hoàng Tử Bé. Ở đây thì mình không nói hết được biểu tượng nhé, bởi vì trong cuốn này có rất là nhiều những yếu tố và tình tiết khác nó thể các biểu tượng. Nhưng mà mình sẽ tập trung nói về 5 biểu tượng lớn ở trong cuốn sách này. Và 5 biểu tượng này thì là mình có đọc một bài báo, một cái bài nghiên cứu, mình sẽ link ở dưới, thì trong cái bài này là tác giả nghiên cứu rất là rõ, rất là kỹ lưỡng về các cái biểu tượng và nguồn gốc của từng biểu tượng như thế nào. Nguồn gốc ở đây là nguồn gốc sâu xa ở trong dân gian, trong các cái truyền thuyết và theo các cái tư liệu ngày xưa và kể cả tư liệu các nghiên cứu bây giờ nữa, và từ đó phóng chiếu lên trong một cuốn sách này, và mình cũng từ đấy thì mình sẽ hiện hiểu cũng có hiểu hơn về câu chuyện Hoàng Tử Bé. Vậy mở đầu chuyện đến đây thì có lẽ là cái biểu tượng lớn nhất trong cuốn sơ Hoàng Tử Bé này đó chính là sa mạc. Sa mạc chính là bối cảnh, là nơi mà nhân vật chính trong chuyện là nhân vật tôi như là anh phi công này, anh ấy bị tai nạn máy bay, anh rơi xuống sa mạc Sahara, sa mạc lớn nhất thế giới và cũng rộng nhất ở châu Phi. Và tại chính sa mạc này là nơi mà anh phi công đã gặp Hoàng Tử Bé, và đây là nơi một tình bạn được nảy nở hình thành giữa anh phi công và Hoàng Tử Bé. Mở đầu của chuyện là khi mà cái anh phi công này thì rơi xuống sa mạc ấy, thì anh ta rất là lo lắng và sợ hãi, bởi vì là sa mạc đóng vai trò đây như một mối đe dọa rất là lớn, là một nơi mà chứa rất nhiều sự nguy hiểm và đe dọa. Tôi chỉ có vừa đủ nước để uống trong 8 ngày. Nói như thế thôi chúng ta biết là sa mạc là một nơi rất là khắc nghiệt rồi. Nếu không được có những cái chuẩn bị kỹ về đồ ăn thức uống thì rõ ràng là chúng ta không thể cầm cự lâu được ở sa mạc. Và sa mạc nó là nơi mà thời tiết cũng rất là khắc nghiệt. Buổi sáng, ban ngày thì rất là nóng và ban đêm thì lại vô cùng lạnh lẽo. Và có những cái hiểm nguy khắp nơi như là cát này, rồi bão cát. Nếu không cẩn thận là đương nhiên chúng ta sẽ bị chôn lấp bởi cát, bị vùi mình trong cát. Và sa mạc rất là rộng lớn, không có nước. Mà ở đây anh phi công chỉ có vừa đủ nước uống trong 8 ngày. Vậy thì sa mạc mở đầu câu chuyện này nó là một nơi rất là nhiều những cái nguy hiểm. Nhưng à, bỏ nhưng. Thứ hai nữa, nó không chỉ là nguy hiểm, nó còn nơi rất cô đơn. Tôi đêm đầu tiên ngủ trên cát, cách mọi chốn có người ở cả nghìn dặm. Tôi cô đơn hơn cả một kẻ đắm tàu sống sót trên bè giữa đại dương. Cái sự cô đơn đấy nó thậm chí còn tệ hơn cả một kẻ đắm tàu.
thì các bạn sẽ hình dung được, có thể hình dung được cái sự cô độc trơ trọi đấy, chỉ có một mình giữa vùng bùn cát mênh mông ở cái sa mạc này, không có một ai trợ giúp, thì chúng ta lại bị tai nạn trên đảo này, bị mắc kẹt trên cái sa mạc này. Thậm chí kể cả hoàng tử bé cũng như vậy. Thì mình mời cho các bạn cái đoạn trích hoàng tử bé khi mà lần đầu tiên rơi xuống trái đất ý, cũng chính là chính sa mạc này đây. Sa mạc Sahara này là nơi đầu tiên hoàng tử bé đã chạm chân đến trên trái đất. Và người đầu tiên hoàng tử bé gặp đó chính là con rắn, nói chuyện với một con rắn. Con người ở đâu cả vậy? Hoàng tử bé sau rốt nói tiếp, ở trong sa mạc cứ cô đơn thế nào ấy. Bởi vì trong sa mạc không có người, không có một người nào cả. Thậm chí còn khi hoàng tử bé có gặp một bông hoa ở trên ở sa mạc này này và hỏi là có người đâu ấy, bởi vì con người quá là ít, có một bóng người nào ở sa mạc này. Con người ở đâu nhỉ? Hoàng tử bé lịch sự nói. Rồi bông hoa thì nói là con người ư, chúng có chừng 6 hoặc 7 đứa cả thảy. Tôi nghĩ thế, tôi thấy chúng cách đây phải hàng năm rồi, nhưng ai biết được chúng ở đâu mà tìm. Con người cứ tản mát, không có một sự gắn kết. Gió cuốn chúng đi suốt, chúng chẳng có dễ, và điều đó làm chúng nên khổ. Ở đây cũng là một sự chê trách, một hàm ý chê trách về con người. Đôi khi đã quên mất cái nguồn gốc của bản thân mình nữa, hoặc là cứ đi xa mà đã quên đi những cái cố định của bản thân, làm nên bản thân mình, gia đình, quê hương, gốc gác. Này là mình nhớ đến chuyện gì à? Chuyện của Nguyễn Minh Châu, cái chuyện ngắn Bến Nước à? Của Nguyễn Minh Châu, nó cũng có cái ý nghĩa kiểu như vậy. Sa mạc với cả hoàng tử bé và cả viên phi công này đều là một nơi vô cùng là cô đơn. Và đương nhiên riêng với cả viên phi công nữa thì nó lại là một nơi đầy hiểm nguy và liên quan đến sự sống còn, sự tồn tại của anh phi công này. Nếu không thoát khỏi đây thì anh ta sẽ chết vì khát. Nhưng với hoàng tử bé thì có lẽ việc quan trọng nhất đó chính là nơi đây nó quá là cô đơn. Tôi thấy cô đơn thế nào ấy, mặc dù có con rắn nói chuyện nhưng mà không có một bóng người. Tuy vậy, đây là một cuốn sách mà nó có sự phát triển rất là thú vị về mặt nhận thức của tâm lý nhân vật, nhưng cũng đồng thời đó là sự phát triển về rất là nhiều ý nghĩa biểu tượng. Ví dụ như là chính cái biểu tượng sa mạc này, đến cuối truyện sa mạc nó không còn là một nơi nguy hiểm, cũng không còn là một nơi cô đơn nữa đối với cả hoàng tử bé và anh phi công. Bởi vì sao? Thứ nhất, có lẽ đây sẽ là một chút spoil, vì ở cuối truyện nó sẽ làm chuyện buồn, và sa mạc sẽ là một nơi rất là đáng buồn với cả anh phi công vì chuyện buồn xảy ra ở cuối truyện. Nhưng đồng thời sa mạc cũng lại là một nơi rất đẹp đối với cả hai người. Cụ thể được thể hiện ở đoạn như sau. Sa mạc đẹp thật, cậu nói thế. Đúng vậy đấy, tôi lúc nào cũng yêu sa mạc tôi. Đây là anh phi công. Ta ngồi trên một cồn cát, ta chẳng nhìn thấy gì, ta chẳng nghe thấy gì. Ấy thế mà một cái gì đó cứ dạng người trong yên lặng. Điều khiến cho sa mạc đẹp, hoàng tử bé nói, chính là nó giấu một cái giếng ở đâu đó. Cái câu tình huống ở đây là hoàng tử bé cũng khát nước, và phi công khát nước, và họ cùng nhau đi tìm cái giếng ở sa mạc. Thì khá là bất ngờ lại là có một cái giếng thật, có đầy đủ dòng dọc và xô. Cái mà hoàng tử bé nói ở đây, thứ nhất nhé, sa mạc đẹp thật. Đến lúc này thì anh phi công lại nói là tôi lúc nào cũng yêu sa mạc, nghe nó rất vô lý. Rõ ràng từ đầu của chuyện thì viết phi công sợ hãi về sa mạc, là tôi thấy cô đơn và tôi cần phải có nước mới sống được. Tôi chỉ còn 8 ngày mới sống sa mạc thôi. Rõ ràng là đấy thể hiện cái sự sợ hãi và sự lo lắng khi mà bị chôn chân ở sa mạc. Nhưng mà đến chỗ này thì lại nói tôi cũng yêu sa mạc. Ta ngồi trên một cồn cát, ta chẳng nhìn gì thì chẳng nghe gì. Ấy thế một cái gì đó có dạng ở trong yên lặng. Đó chính là đôi khi chúng ta sẽ tìm thấy một cái gì đó, một cái niềm vui, một cái trong những cái nó tưởng chừng như rất là kinh khủng, nhưng mà có thể tìm được một cái niềm vui nhỏ nhoi trong cái sự kinh khủng đó. Lúc mà các bạn đã ở một cái tình huống xấu nhất ý, tệ nhất, thì luôn sẽ có một cái gì đó, một cái khoảnh khắc nào đấy, hay một sự việc, một sự vật, hay thậm chí là một con người, một cái gì đó, kể cả nó nhỏ đến mức nào, nhưng nó cũng khiến cho bạn tự dưng cảm thấy nó thanh thản, cảm thấy hạnh phúc,
khi ở trong cái tình huống như vậy. Đây nó chỉ có thể là khoảnh khắc rất là thoáng qua thôi, nhưng nó cũng làm cái gì đó khiến bạn cảm thấy trân trọng. Một cái rất là nhỏ bé để khiến bạn trân trọng trong một cái rất là hoàn cảnh rất là khó khăn, kinh khủng. Ví dụ như bạn đang trong một cái sự đau buồn chẳng hạn. Ví dụ thôi nhé, ví dụ trong kiểu một cái nỗi đau gì đó, và tự dưng là bạn liên lạc lại với một người bạn cũ có cùng một nỗi đau đấy. Đó cũng có thể để làm một cái sự kết nối mà được nối lại trong cái tình huống rất là tồi tệ. Nhưng đó là một cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể trân trọng, và đó là cái điều mà chúng ta tự dưng yêu mến cái khoảnh khắc đó. Tức đương nhiên mình không nói là yêu mình đến mức mà chúng ta sẽ luôn luôn muốn đắm chìm cho cái sự đau khổ đấy, nhưng mà tự dưng khi nghĩ lại chúng ta cảm thấy là biết ơn vì có cái khoảnh cái thời khắc đó, cái thời khắc đau kinh khủng đó, bởi vì nó giúp chúng ta có được cái khoảnh khắc như vậy. Và ở đây thì là anh phi công này rất yêu sa mạc. Bởi vì sao? Bởi vì anh ấy đã có một tình bạn đẹp với cả hoàng tử bé. Anh ta gặp một người bạn là hoàng tử bé, và giữa họ có một sự kết nối, giữa họ có một sự tình bạn rất thuần hóa. Họ đã thuần hóa nhau trở thành hai người bạn rất là thân thiết. Có thể là cô độc khi mà cách xa nhau, nhưng mà khi họ ở với nhau trên cái sa mạc mênh mông này thì họ trở thành bạn thân. Và đó là cái tình cảm, cái mối quan hệ mà anh phi công vô cùng là trân trọng. Anh ấy nói là ta ngồi trên cồn cát thôi, chẳng nghe gì cả. Nó rất là cái nó không có một cái gì hết, nhưng mà cuối cùng một cái gì đó cứ dạo người cho nên lặng. Đó là khi anh ấy đang ở bên cạnh người bạn thân của mình là hoàng tử bé, và họ cùng chia sẻ một cái tình cảm với nhau, cho dù chỉ là trong sự im lặng mà thôi. Cái gì đó ở đây là anh ấy đã chưa hiểu. Thế cho nên hoàng tử bé mới nói là điều khiến cho sao mà đẹp chỉ là giấu một cái giếng ở đâu đó. Cái sao mà nó rộng như thế mà tự dưng tìm cái giếng rất là may mắn, là cuối cùng cái giếng này sẽ giúp anh ấy không còn khát nước nữa và có thể sống sót được, cầm cự lâu hơn sa mạc này. Tôi đột nhiên hiểu ra sự dạng người huyền bí của cát. Khi còn là một cậu bé, tôi sống trong một ngôi nhà cũ và truyền thuyết kể rằng có một kho báu được chôn giấu trong đó. Dĩ nhiên là chưa bao giờ có ai biết cách tìm ra nó, thậm chí có thể chưa ai từng mất công đi tìm. Thế nhưng nó đã khiến cả ngôi nhà ấy trở nên mê hoặc. Ngôi nhà tôi đã ở đã che giấu một bí mật trong đáy lòng nó. Phải rồi, tôi bảo hoàng tử bé, dẫu là ngôi nhà, các vì sao hay là sa mạc đi nữa, điều khiến chúng đẹp thì con mắt thường chẳng nhìn thấy được. Đó chính là cái giếng này nhắn như đóng vai trò như cái kho báu vậy. Và kho báu nó chính là cái tình cảm, mối quan hệ, tình bạn giữa anh phi công và hoàng tử bé. Họ đã một cái gì đó thắp sáng cả cái khu, cả cái sa mạc này. Và tự dưng sa mạc ban đầu làm nơi nguy hiểm, đầy những cái cạm bẫy nguy hiểm như thế, và đầy sự cô độc như thế, mà trở thành một nơi thân thiết, thân thuộc với cả anh phi công. Và là nơi sẽ giữ rất là nhiều kỷ niệm của anh phi công với cả hoàng tử bé, một nơi đặc biệt trong lòng của anh phi công. Đó là kho báu mà chỉ có riêng anh mới có mà thôi. Và có thể với người ngoài đấy nhìn thấy cái sa mạc đó kinh khủng như thế, nhưng mà khi anh phi công nhìn vào sa mạc với anh, nó sẽ hiện ra hoàng tử bé và những gì mà họ trải nghiệm bên nhau trong cái thời gian đó ở cái sa mạc này. Thứ hai mình muốn nói đến đó là biểu tượng về ngôi sao. Ở đây thì rất là nhiều ngôi sao được nhắc đến như trong hoàng tử bé, và ngôi sao ở trong hoàng tử bé cũng có rất là nhiều những ý nghĩa ở trong chuyện này. Nhưng mà mình sẽ nói đến như trong bài báo, trong cái bài nghiên cứu kia, họ có nhắc đến cái ý nghĩa mà lớn nhất trong cả chuyện này với ngôi sao. Ngôi sao ở đây là linh hồn, là ngôi nhà chứa linh hồn. Cái ngày đầu tiên mà khi mà hoàng tử bé đến trái đất ấy, hoàng tử bé ngước mắt nhìn lên trời. Tôi tự hỏi, phải chăng các vì sao được tỏa sáng này để một ngày kia ai nấy đều có thể tìm lại được ngôi sao của chính mình? Hãy ngắm hành tinh của tôi, nó ở ngay trên đầu chúng ta, nhưng nó mới xa vời làm sao. Vậy ngôi sao ở đây nó như là nhà. Ở đây ngay chính cái câu nói của hoàng tử bé này cho thấy được là ngôi sao là một ngôi nhà. Nhưng mà nhà cho cái gì? Và ngôi sao ở đây là phát sáng để có thể chúng ta tìm lại được ngôi sao chính mình. Ở ngay gần đoạn cuối của chuyện này, hoàng tử bé nói như này: tôi sẽ có vẻ như đã chết, thế nhưng lại không phải như vậy. Ông biết đấy, tại vì xa quá, tôi không thể nào mang theo cơ thể này, nó nặng quá. Nhưng nó sẽ giống như một cái vỏ cũ bị bỏ đi thôi. Những cái vỏ cũ thì chẳng việc gì phải buồn. Khi mà chúng ta đến cái giới hạn của sự sống, tức là khi chúng ta chết, thì cái cơ thể chúng ta có thể trở về với cát bụi.
Nhưng cái linh hồn chúng ta thoát khỏi cái thân xác này và bay lên các vì sao. Và vì vậy, kết hợp với cái đoạn đầu tiên khi mà nói về là vì ngôi sao để phát sáng, chúng ta tìm được ngôi sao chính mình, nó như kiểu là cái định nghĩa của nhà ấy, luôn tìm ở nhà. Và kết hợp với cái câu nói cuối cùng này của hoàng tử bé thì có thể suy ra được là ngôi sao là nơi trú ngụ của các linh hồn. Và những cái linh hồn đây là những linh hồn rất là trong sáng, đẹp đẽ, giống như linh hồn của hoàng tử bé vậy. Và vì vậy, trong cả cuốn sách này thì ngôi sao có rất nhiều ý nghĩa rồi nhá. Nhưng mà có lẽ lớn nhất đó chính là linh hồn trở về với ngôi sao. Các linh hồn trở về ngôi sao. Và vì vậy mà những ngôi sao ấy, nó sẽ là nhà. Bởi vì đêm nay sẽ tròn một năm, vì sao của tôi sẽ hiện ra đúng ngay phía trên nơi tôi đã rơi xuống năm ngoái. Đúng vào hôm nay, ngôi sao đấy sẽ hiện ra và hoàng tử bé sẽ được trở về ngôi nhà của chính mình. Nếu ông thương một đóa hoa ở trên một ngôi sao thì ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm sẽ thật ngọt ngào, tất cả các vì sao để nở hoa. Ban đêm ông sẽ ngắm nhìn các vì sao, nơi tôi ở bé đến nỗi tôi không thể chỉ cho ông xem ngôi sao của tôi ở chỗ nào, như thế lại hơn. Với ông, vì sao của tôi sẽ trở thành một trong các vì sao. Vậy là ông sẽ thích ngắm nhìn tất cả sao trời, tất cả chúng sẽ trở thành bạn ông. Và tôi định tặng ông một món quà. Món quà như sau. Món quà đấy của hoàng tử bé chính là việc ở giữa các vì sao kia chắc chắn sẽ có một ngôi sao là nhà của hoàng tử bé, và hoàng tử bé đang ở đó. Và viên phi công sẽ luôn luôn nhìn thấy trên bầu trời là sẽ có một cái ngôi sao nhìn lại mình. Đó chính là hoàng tử bé. Đấy chính là bí mật của viên phi công. Không ai có thể hiểu được điều đấy, nhưng chỉ có viên phi công hiểu điều đấy. Vì đó là mối quan hệ, cái tình bạn giữa họ và hoàng tử bé, giữa viên phi công và hoàng tử bé. Và anh ta luôn sẽ biết được rằng là có một người bạn ở trên trời, ở một ngôi sao nào đấy đang nhìn xuống anh ta và cũng đang cười với anh ta vậy. Bởi vì với hoàng tử bé cũng như là hoàng tử bé đang nhìn vào các ngôi sao và biết là có một trái đất, có một hành tinh mà có người chứa một người bạn của mình. Người ta có các vì sao, mỗi người một loại, chẳng ai giống ai. Với những người hay đi chung du, các vì sao là bạn chỉ đường. Với những người khác, chúng chẳng là gì ngoài những đống sáng nhỏ bé. Với những người khác là học giả, chúng là các bài toán. Với ông nhà buôn của tôi thì chúng lại là tài sản. Nhưng tất cả các vì sao ấy đều im lặng. Chỉ có ông sẽ có các vì sao mà không ai có được. Khi ông ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm, vì rằng tôi sinh sống ở trên 100 các vì sao, vì rằng tôi đang mỉm cười trên 100 các vì sao ấy, vậy nên điều ấy với ông khác nào tất thảy các vì sao cùng cười. Riêng ông thôi, ông sẽ có những vì sao biết cười. Ông sẽ luôn là bạn của tôi, ông sẽ muốn cười cùng tôi. Và đôi lúc ông sẽ mở cửa sổ ra như thế đó để cho thỏa thích. Và các bạn ông sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy ông cứ nhìn trời mà cười. Thế là ông bảo với họ, phải rồi, các vì sao chúng luôn khiến tôi cười. Và họ sẽ tưởng ông điên. Tôi sẽ chơi khăm ông một vố áp vậy đó. Và cậu lại cười. Rõ ràng là với các vì sao, ngôi sao ở đây trong chuyện này, với mỗi nhân vật nó sẽ có một cái điểm, một cái ý nghĩa rất là khác ấy. Nhưng mà có thể thấy là nói chung thì ngôi sao là một ngôi nhà chứa những linh hồn. Và với ông viên phi công, với viên phi công ấy, thì các vì sao đấy, trong hàng loạt các vì sao đấy, chắc chắn sẽ có một trong số đó chính là ngôi nhà của người bạn thân của ông viên phi công. Và anh ta sẽ cười với những vì sao đấy, và những vì sao đấy cũng đang cười với anh ta. Anh ta biết rằng là một trong các vì sao đấy đang nhìn lại xuống mình và đang cười với mình. Đó là cái bí mật mà không ai có thể biết được. Và chính những vì sao đấy nó sẽ là nơi, là những ngôi nhà đang có người bạn của mình, là cái người bạn hoàng tử bé đã ở trên đó nhìn xuống. Ông sẽ muốn cười cùng tôi mà. Tôi đang mỉm cười trên một trong các vì sao ấy, vậy nên điều ấy với ông lúc khác nào tất thể các vì sao cùng cười. Hãy ra chúng ta biết được ngôi sao là những ngôi nhà của các linh hồn thanh khiết. Bởi vì như mình có nói là kết hợp tất cả thì có thể thấy là ý hoàng tử bé đây và câu chuyện đang nói đấy là ngôi sao là ngôi nhà chứa các linh hồn. Và trong cái ngày đầu tiên, đêm đầu tiên mà hoàng tử bé có chạm chân đến sa mạc thì gặp con rắn còn nói với cậu hoàng tử bé là nhưng cậu thì thanh khiết và cậu đến từ một vì sao, ngôi sao chứa những linh hồn thanh khiết vậy. Chuyển sang cái biểu tượng tiếp theo đó là cây baobab. Cái cây mà theo như mình thấy, tìm hiểu được thì đây là một loại cây khá là có ích cho con người.
và cây cũng có rất là to, thậm chí nó có những cái thân hay là cái phần rễ đó nó rất là rỗng ấy, rỗng và có thể chứa hàng trăm mét khối nước, nên là có thể ai mà kiểu bị khát nước ấy có thể là tới cây baobab này, nó chứa rất là nhiều nước trong đấy. Và nói chung cây baobab thì nó rất là tốt cho, nó có rất nhiều ích lợi cho con người, đặc biệt là châu Phi. Thế nhưng mà ở trong cuốn Hoàng tử bé thì cây baobab ấy nó lại mang cái tính chất là một loại cây có hại, bởi vì là cậu bé đấy có hỏi là tại là cừu ấy, con cừu thì có ăn được cái loại cây nhỏ ấy không, ăn cây con không, bọn nói là trước khi lớn được lên các cây baobab ăn được bé tí tẹo. Về quan trọng chính là cái phần cây non, cây bé, bởi vì là rõ ràng là trong cái kiến thức của ông phi công này thì cây baobab là một cây rất là tốt này và to này, và nó có vẻ cũng không phải đếm, không có hại gì cả, kể cả cây con. Thế nhưng mà với cái suy nghĩ, với cái hoàn cảnh của hoàng tử bé thì mới biết được rằng là trên cái ngôi sao của hoàng tử bé nơi sống ấy có cả cây xấu lẫn cây tốt, thành thử là các hạt giống tốt cây tốt, hạt giống xấu cây xấu, nhưng mà hạt giống chẳng nhìn nào thấy được. Vậy là nếu cái mầm củ ấy hoặc mầm hoa hồng người ta cứ mặc nó mọc thế nào tùy ý, nhưng nếu đó là một cây xấu thì phải nhổ đi tức khắc ngay khi nhận dạng được nó. Mà hiện thời có những hạt giống kinh khủng trên hành tinh của hoàng tử bé, đó là các hạt baobab. Chúng có đầy rẫy trên bề mặt hành tinh, mà một cây baobab ấy nếu như lưu tâm quá muộn, ta sẽ không bao giờ tống cổ nó đi được. Nó bành trướng ra hết cả hành tinh, nó còn đâm rễ cho thủng lỗ hành tinh. Và nếu như hành tinh quá bé, còn lượng baobab lại quá nhiều, chúng sẽ làm nó vỡ vụn. Vậy ở trong cái cuốn này thì có lẽ là cái ý nghĩa về cây baobab sẽ là rõ ràng nhất ý. Baobab nó mang ý nghĩa như một vấn đề, một cái gì đó mà chúng ta cần phải giải quyết. Và nó là một cái tức là tạo ra một cái nền nếp ấy. Nhưng chính hoàng tử bé còn nói nè, đây là chuyện nền nếp. Tôi vệ sinh buổi sáng so cho bản thân mình xong, còn phải vệ sinh kỹ lưỡng cho cả hành tinh nữa. Cần phải thường xuyên nhắc nhở bản thân nhổ baobab ngay khi phân biệt được chúng với hoa hồng, loài mà chúng trông giống y đúc khi vẫn còn là cây con. Đấy là một việc tẻ ngắt nhưng dễ ợt. Mối nguy hiểm từ baobab thì ít ai biết được, vì những nguy cơ mà một kẻ bị lạc trên một tiểu hành tinh vẫn gặp phải thì trùng trùng điệp điệp đến nỗi tôi đành một lời ngoại lệ mà không giữ gì ý tứ nữa. Baobab ở đây sẽ đóng vai trò ngụ ý thôi, như là một vấn đề mà chúng ta sẽ phải giải quyết nhanh. Nếu vấn đề đấy cần mình có thể giải quyết được sớm thì tốt nhất là hãy luôn luôn để ý đến vấn đề đó trước khi nó bành trướng quá muộn để trở thành một vấn đề lớn, giống như là khi mà cây baobab nó đã thành một cái gì đó rất lớn rồi, nó bành trướng ra rồi, nó sẽ đâm thủng cả cái hành tinh này, nó sẽ phá hoại hết mọi sinh vật khác ở trên hành tinh này. Đó là điều mà hoàng tử bé không hề muốn. Vì vậy mà hoàng tử bé đã tạo ra một cái nền nếp sinh hoạt là ngay khi vệ sinh xong bản thân thì phải vệ sinh hành tinh, đó là nhặt những cái cây con, cái cây con baobab đi, để cho chúng nó sẽ không phát triển thành cây baobab lớn phá hủy hành tinh nữa. Baobab thì như vậy là với hoàng tử bé, baobab trở thành là một loài thực vật có hại. Và ngay trong thực tế chúng ta thì cứ một vấn đề như thế nào mà có thể giải quyết được ngay chúng ta giải quyết ý. Chứ ví dụ như các bạn làm một cái gì đó, một cái deadline đúng không, thì lúc nào cũng cái lý tưởng nhất là chúng ta nên xử lý nó luôn trước khi nó dồn thành đống và trở thành một cái rất là nhiều những công việc phải làm đến cái hạn deadline đấy mà vẫn chưa làm xong, vẫn chưa làm hết được, vì nó quá nhiều do các bạn đã chưa biết dành thời gian ra để giải quyết nó một cách triệt để ngay từ đầu. Cũng như hoàng tử bé vậy, hoàng tử bé ngày nào cũng đi vệ sinh cái hành tinh của mình để cho baobab không bao giờ có cơ hội để mọc lên, phát triển, để phá hủy cái hành tinh của hoàng tử bé nữa. Và đây cũng chỉ là một cái biểu, một cái thói mà nên học hỏi để tránh, người ta tránh gọi là procrastinate ý, là tích trữ lại mọi việc, dồn thành đống mọi việc với nhau. Và tự dưng này cuối cùng nó thành một vấn đề rất lớn đến mức chúng ta không thể nào giải quyết được nữa. Tức là khi cây baobab này đã lớn rồi đấy và cái hành tinh này phá hủy rồi thì đương nhiên hoàng tử bé có hành tinh gì nữa đâu để mà sống nữa. Lúc này nó đã quá muộn rồi. Thế nên là baobab nó sẽ đại diện cho những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái sự cố mà chúng ta cần phải vượt qua và không được để nó sao lãng, không được sao lãng mà phải tập trung vào nó, giải quyết nó đi để cho xong và chuyển sang cái bước tiếp theo, giải quyết hết mọi thứ đi trước khi nó trở thành cái gì nó kinh khủng, ngăn cản, cản trở đến công việc của mình. Tiếp theo là biểu tượng về
Nước. Nước ở trong cuốn sách này nó mang ý nghĩa là nuôi dưỡng tâm hồn. Nước đang đầu làm cái thứ rất là thiết yếu với cả anh phi công, bởi vì anh ta chỉ còn có đủ 8 ngày để cái nước dự trữ chỉ còn đủ cho 8 ngày thôi. Mà nếu vượt quá không tìm thêm nước thì đương nhiên là anh ta sẽ chết, chết khát. Và đến cuối cùng thì đến cả hoàng tử bé thực ra cũng khát nước, và họ phải đi cùng nhau tìm một cái giếng ở xa giữa sa mạc này. Trong cuốn Hoàng tử bé thì nước đóng vai trò là một cái thứ mà dùng để nuôi dưỡng tâm hồn. Chúng ta cần nước để sống sót trong sa mạc, đấy là để nuôi dưỡng bản thân về mặt vật lý, cơ thể là cần phải có nước mới sống được. Thậm chí kể cả không nhất thiết là phải sa mạc, ngay cả bình thường thôi mà các bạn không uống nước trong một hai ngày là các bạn đã rất là khát khô rồi, mà chúng ta không thể nhịn nước được quá 2 hay 3 ngày. Nó rất là thiết yếu, không có nước thì không sống được. Điều này được thể hiện ở cái đoạn đấy, như ngay từ đầu thì biết được về cái nước là rất là cần thiết cho cơ thể rồi nhá. Là với anh phi công thì đó là sự sống còn luôn ấy. Không có nước thì anh ta không thể sống được sa mạc. Và khi mà họ đi tìm cái giếng thì nước, họ phát ra giếng này, họ bắt đầu uống nước. Và lúc đấy mới cảm nhận được rằng nước đó là một cái gì đó nó đẹp lắm, quý giá lắm, quý hơn cả tiền lúc đấy. Lúc đấy tiền có để làm gì nữa đâu, mà người lớn thì chỉ quan tâm đến tiền thôi. Đó, thế là người lớn quên đi tất cả những cái gì nó gọi là quan trọng căn bản của cuộc sống, mà chỉ để ý tới những cái mà rất là vật chất, đó là tiền bạc, những cái mà cầm sờ được, sở hữu được. Đấy, ta tranh nhau, con người tranh nhau vì những cái đó. Nhưng mà đến lúc khi ở cái hoàn cảnh thế này mới thấy được rằng là có những cái mà chúng ta cần phải biết trân trọng mà chúng ta đã từng bỏ quên. Và như ở đây thì anh phi công cũng nhận ra rằng đó là nước, nó tuyệt vời như nào. Và thậm chí ở đây đã là nước ở một cái giếng vô tình tìm thấy được cùng với hoàng tử bé. Tôi thấy ánh trong tai tôi vẫn vọng bài ca của dòng dọc và làm cho và trong làn nước hãy còn sao động, tôi thấy ánh dương run rẩy. Tôi khát nước đó, hoàng tử bé nói, cho tôi uống nào, và tôi đã hiểu ra thứ mà cậu vẫn tìm kiếm. Tôi nâng cái gầu lên môi cậu, cậu uống hai mắt nhắm lại, một hớp uống ngọt ngào như ngày hội. Nước này khác chứ đâu phải thức uống bình thường. Nó được sinh ra từ chuyến dạ hành dưới các vì sao, từ bài ca của dòng dọc, từ cố gắng của hai tay tôi. Nó tốt lành cho trái tim, như một món quà. Hồi tôi còn là một cậu bé, ánh sáng của cây thông Noel, tiếng nhạc thánh ca trong đêm lễ vọng, vị ngọt ngào của những nụ cười đã tạo nên như vậy đó, tất cả về dạng người của món quà Giáng sinh mà tôi được nhận. Ấy thế mà điều họ vẫn tìm kiếm có thể tìm thấy được trong một bông hồng duy nhất hay một chút nước. Nhưng mắt thường thì mù lòa, phải tìm bằng trái tim. Việc tìm được cái giếng ở đây là vô tình tìm thấy, nó như kiểu là tìm bằng trái tim ấy, nó đi theo con tim của chính bản thân mình. Mắt thường thì mù lòa, bình thường sao anh phi công anh tìm, anh có thể nhìn anh sẽ không thấy cái giếng, nhưng mà đi cùng hoàng tử bé thì nhìn thấy cái giếng. Và rồi thì những giọt nước nó tuyệt vời, nó là cái gì mà họ, mà anh ta rất là trân trọng. Ngoài ra nước ấy còn thể hiện chính là ở cái đoạn mà hoàng tử bé khi kể về bông hoa hồng của hoàng tử bé. Vào cái lần đầu tiên khi mà hoàng tử bé được làm quen với cả bông hoa hồng của mình trên hành tinh của mình, cô nàng này cũng nói là em nghĩ rằng đã đến giờ ăn sáng rồi đấy. Cô nàng nhanh nhỏ nói thêm, chẳng có lòng nào nghĩ đến em. Hoàng tử bé thẹn thùng quá đỗi, chạy đi kiếm một thùng tưới chứa đầy nước mát để phục vụ bông hoa. Ngày nào thì hoàng tử bé cũng theo cái chu trình sinh hoạt cá nhân của hoàng tử bé thì đó là còn là tưới cái bông hoa mình. Nước ở đây đóng vai trò nơi để nuôi dưỡng cái bông hoa đó. Bông hoa này đó là người bạn của hoàng tử bé, là người mà hoàng tử bé rất là yêu thương, và là bông hoa duy nhất mà hoàng tử bé có cái tình cảm. Bông hoa duy nhất trên cái hành tinh của mình, đó là một cái rất là đặc biệt với hoàng tử bé, một cái gì đó mà hoàng tử bé, nó là của hoàng tử bé, và là hoàng tử bé sở hữu, hoàng tử bé hiểu, yêu và kết bạn và biết. Và hoàng tử bé chăm sóc bông hoa đó bằng cách tưới nước hàng ngày. Cái việc tưới nước ở đây nó là nước nuôi dưỡng bông hoa, nuôi dưỡng sự sống cho bông hoa, và cũng phải nuôi dưỡng cái tình yêu của hoàng tử bé với cả bông hoa đó. Nó thể hiện cái tình cảm. Thì chúng ta phải biết chăm sóc cho những gì chúng ta yêu quý. Không chỉ là đang nói về bông hoa, một cái cây hay là thú cưng,
một con vật, mà thậm chí là với gia đình, với con người, hoặc với bất kỳ những gì mà chúng ta yêu mến, chúng ta thương cả, và chúng ta có cái để có thể chăm sóc. Và ở trong cuốn này thì đó là nước. Nước ở đây là một cái địa sự gắn kết giữa anh phi công với cả hoàng tử bé, khi mà họ cùng nhau tìm ra giếng và họ hớp những cái ngọn nước đầu tiên sau một thời gian mà rất là khát nước như vậy. Nó là một sự, nó đó là một cái gì rất là đẹp đẽ, rất là đáng quý, rất là đáng trân trọng. Và là cái mà được hình thành nên giữa hai con người, giữa những người bạn, giữa những cái sự tâm hồn cùng có những cái suy nghĩ, và giữa những cái linh hồn rất là cô đơn trơ trọi ở cái khu sa mạc rộng lớn này nữa. Nhấn mạnh lại thì vẫn là nước rất là thiết yếu cho sự sống. Và sự sống ở đây nhá, nó không phải chỉ là sự sống về mặt cơ thể như chúng ta là các trao đổi chất hàng ngày trong cơ thể, mà nó còn là sự sống về mặt tâm hồn. Chính là nước. Như là khi hoàng tử bé tưới nước cho bông hoa của mình này, rồi khi mà lúc anh phi công và hoàng tử bé cùng uống cái hớp nước, khi mà họ cùng nhau tìm ra được cái giếng, thì những ngọn nước, cái giọt nước đó nó cũng rất là ngon lành. Nó là cái biểu tượng cho cái tình bạn của họ. Đúng là chỉ là cho đỡ khát, nhưng mà thực tế nó rất là ngon. Thứ nước tuyệt vời, uống nước cùng với cả người bạn thân của mình nữa. Ở đây anh phi công còn nói là: tôi hiểu rằng tôi không chịu nổi cái ý nghĩ sẽ không bao giờ được nghe tiếng cười này nữa. Đối với tôi, nó như thể nước nguồn trong sa mạc. Cái tiếng cười đây, tiếng cười của hoàng tử bé, được ví như là nước nguồn trong sa mạc. Để có thể thấy được là nước, hình ảnh nước, nó không còn là một cái về vật chất nữa, mà nó là cái rất tâm hồn, nó là liên quan đến tinh thần rồi. Nó như là một điều, sa mạc thì vốn là nơi khô cằn nhé, không thể tìm thấy nước được, vậy mà lại coi trọng một tiếng cười của người bạn của mình, nó là cái nguồn nước của sa mạc. Vì sa mạc là như vậy, chúng ta thấy rằng là tìm nước ở đó nó rất là khó, mà chỉ cần có nước thôi là đã quý như vàng rồi. Và đây lại ví một tiếng cười với cả cái dòng nước quý như vàng đó ở sa mạc, mà còn quý hơn vàng chứ. Nó là sự sống mà, nó là để nuôi dưỡng chính cái tình cảm giữa anh phi công và hoàng tử bé. Nước mà ông cho tôi uống cũng tựa như một bản nhạc, bởi dòng dọc và dây thừng ông nhớ lại xem, nó thật tốt lành. Với chính cả hoàng tử bé nữa, dòng nước nó cũng quý giá như vậy. Cũng không khác nhau như là với từ phía anh phi công, anh cảm nhận về những dòng nước. Nó là cái, nó vượt quá cả về vật chất rồi. Nó là thiên về mặt tinh thần, tâm hồn. Vì vậy nước nuôi dưỡng cho tâm hồn. Đến biểu tượng cuối cùng, đó là biểu tượng về hoa hồng. Và đây có lẽ là, nếu hỏi nhân vật mình yêu thích nhất trong truyện hoàng tử bé thì mình sẽ nói luôn là bông hoa hồng. Mình rất thích bông hoa hồng ở trên hành tinh của hoàng tử bé này. Bông hoa chính là người đầu tiên mà hoàng tử bé đã đem lòng yêu mến, và những tình yêu nam nữ đấy. Nếu ai đó thương một bông hoa mà bông hoa ấy lại là duy nhất trên cả triệu cả ức những vì sao, thì chỉ cần nhìn ngắm những vì sao thôi đã đủ để người ấy thấy mình hạnh phúc. Người ấy tự nhủ: bông hoa của ta đang ở đâu đó trên kia. Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa thì với người ấy điều đó khác nào được nhìn tất cả các vì sao rồi tắt ngấm. Thế mà điều đó chẳng quan trọng ư? Thấy, chúng ta thấy được là cái tình cảm của hoàng tử bé với cả bông hoa hồng này nó rất là mạnh mẽ, nó rất là mãnh liệt. Đó là thứ tình yêu đúng dạng tình yêu giữa nam nữ. Chỉ là một bông hoa vô cùng yếu ớt, yếu đuối, thanh mảnh, thậm chí là còn hay nói dối nữa. Đây là một bông hoa lại còn rất là dễ nhạy cảm khi mà chúng ta bóc trần những cái lời nói dối của cô nàng này. Bông hoa, và bông hoa này lại là người duy nhất mà hoàng tử bé đã yêu mến. Là cái bông hoa mà nó sẽ là như cái mốc để hoàng tử bé biết rằng là à đấy, trong các cái vì sao chúng ta nhìn lên trên trời kia kìa, có một cái vì sao nó là nhà của hoàng tử bé, và cũng là nơi mà người yêu hoàng tử bé đang đứng đợi, đang chờ đợi hoàng tử bé đó. Và chúng ta biết được rằng là cái người đó vẫn đang rất là hạnh phúc. Đó chính là bông hoa nàng đấy. Và chỉ cần như thế thôi, không cần thiết là phải ở cạnh người đó, mà hoàng tử bé vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc rồi.
luôn cười, đúng không? Chỉ cần nhìn ngắm những vì sao thôi đã đủ để người ấy thấy mình hạnh phúc. Người ấy tự nhủ bông hoa của ta đang ở đâu đó trên kia. Và bông hoa của hoàng tử bé này thì thực ra là cũng chỉ là hoa hồng rất là giản dị thôi. Hoàng tử bé vốn chứng kiến trọn sự ra đời của một cái nụ to đùng, cảm thấy rõ ràng hiển hiện diệu kỳ hẳn sẽ phát lộ từ trong đấy. Hoàng tử bé còn chứng kiến là sự ra đời của bông hoa này nữa. Và bông hoa này thậm chí rất là ống mẹo đỏng đầy. Nó phải tìm mọi cách để nó này nọ, rồi nó nhõng nhẽo, rồi nó phải mặc đẹp đã, rồi nó mới chịu xuất hiện với sắc đẹp trọn vẹn huy hoàng. Việc điểm trang huyền bí của nó vì vậy mà kéo dài hết ngày này tới ngày khác. Thế rồi đến một buổi sáng, đúng vào lúc rạng đông, đã xuất đầu lộ diện. Một người yêu của hoàng tử bé dành rất là nhiều thời gian thì mới có thể nở hoa thật đẹp. Và bông hoa dịu dàng đáp mà em sinh ra cùng lúc với mặt trời đó này. Rồi hoàng tử bé đoán được ngay được cô nàng cũng không phải là khiêm tốn gì lắm, sao cô nàng vẫn khiến cô cảm động thế. Nên là cái cách nói, cái mô tả về biểu tượng bông hoa trong cuốn này mình rất là thích. Mình thích cái bông hoa này lắm ý. Cái kiểu của nó hay nói dối, rồi nó rất là hay khoe này. Nhưng mà có cái gì đó nó buồn cười với cái cách nó nói dối. Rồi khi nó nhận ra là nó đang nói, nó không biết cái điều là nó dối là thật hay giả nữa. Nó nói là em không phải là cỏ này, rồi nơi chỗ chàng ở lạnh quá bất tiện lắm ấy, nơi trước kia em ở ấy à. Nhưng nói tới đó thì cô nàng ngừng bặt. Cô nàng tới đây trong hình hài một hạt giống. Cô nàng làm sao mà biết được những thế giới khác. Xấu hổ vì để bị bắt quả tang khi toan nói dối ngây ngô. Cô nàng ho lên mấy tiếng liền để hoàng tử mới cảm thấy rõ là phải chịu trách nhiệm. Các bạn có thấy miêu tả rất đúng những lời của cái thái độ của con gái và con trai không? Khi mà chúng ta, con gái tự dưng phải ra là có thể mình lỡ lời hay là nói sai gì đó, nhưng mà sẽ không bao giờ nhận sai đâu, mà sẽ chắc chắn là phải khiến cho con trai kia là nhận ra là cậu trai kia đã làm gì đó sai với mình thì mình mới nói sai như thế, đúng không? Đấy, nó như kiểu để hoàng tử bé cảm thấy rõ là phải chịu trách nhiệm. Thế còn Bình Phong, tôi đang định đi lấy thì em lại nói chuyện. Thế là cô nàng càng ho mạnh để cho cậu kiểu gì cũng phải hối hận. Đúng tính cách của một đứa con gái, nhõng nhẽo với người con trai mà mình yêu, đúng không? Cô nàng tỏa hương cho tôi, tỏa sáng cho tôi. Lẽ ra tôi không bao giờ được phép bỏ đi. Lẽ ra tôi phải đoán được tính nết dịu dàng cô nàng đằng sau những mưu mẹo tội nghiệp kia. Những bông hoa mới bất nhất làm sao. Còn tôi quá trẻ để mà biết cách yêu nàng. Chuyện kỳ lạ đã xảy đến khi mà hoàng tử bé đến xứ trái đất và nhận ra rằng là bông hoa hồng trên hành tinh của hoàng tử bé không phải là bông hoa duy nhất. Trên trái đất có tại hàng nghìn, hàng ngàn những bông hoa hồng y hệt như vậy. Và đấy là cái điều mà hoàng tử bé vô cùng là thất vọng khi mà nhận ra mình cứ tưởng mình giàu có với một bông hoa độc nhất vô nhị, thế mà mình chỉ sở hữu một bông hoa bình thường. Cô nàng sẽ chạy lòng lắm nếu cô nàng chứng kiến cảnh này. Cô nàng sẽ ho rũ rượi và giả vờ như sắp chết đến nơi để không bị quê. Và mình bắt buộc sẽ phải giả vờ săn sóc cho cô nàng, bởi vì nếu không nhằm hạ nhục cả mình nữa, cô nàng để mặc bản thân chết thật chứ chẳng chơi. Đó là khi nó chạy các bông hồng, nhận ra rằng là ôi dồi, hóa ra có nhiều bông hồng y hệt, nó không khác gì bông hồng trên hành tinh của hoàng tử bé cả. Nhưng cái suy nghĩ đó nó lại được thay đổi khi mà hoàng tử bé gặp con cáo, và con cáo dạy hoàng tử bé về cách thuần hóa. Thuần hóa ở đây là tạo sự liên kết linh hồn, trái tim giữa hai người bạn và họ trở thành bạn của nhau. Thuần hóa là tạo một cái mối ràng buộc. Khi mà cậu thuần hóa tớ thì hai chúng ta người này liền cần đến kẻ kia. Với tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời. Với cậu, tớ sẽ là duy nhất trên đời. Tôi bắt đầu hiểu ra rồi. Có một bông hoa, tôi nghĩ rằng cô nàng đã thuần hóa tôi. Và sau khi mà đã thuần hóa xong với cả con cáo, thì lúc đấy hoàng tử bé đã nhận ra rằng là bông hoa hồng trên hành tinh của hoàng tử bé, cho dù có thể giống với hàng nghìn hoa hồng trên trái đất, nhưng với hoàng tử bé, bông hoa hồng nó sẽ luôn luôn là duy nhất. Bởi vì hoàng tử bé đã thuần hóa bông hoa hồng, và bông hoa hồng cũng thuần hóa lại hoàng tử bé. Vì giữa họ đã có một cái sự ràng buộc. Với họ thì người kia luôn là cái duy nhất. Hoàng tử bé, đây, con cáo đã nói, hãy đi thăm những các bông hồng đi, cậu sẽ hiểu ra rằng bông hồng của cậu là duy nhất trên đời. Hoàng tử bé đi gặp các bông hồng. Các cô chẳng giống bông hồng của tôi chút nào. Các cô chưa là gì cả. Chẳng có ai thuần hóa các cô, và các cô cũng chẳng thuần hóa ai. Các cô đẹp đấy, các cô trống rỗng. Người ta đâu thể chết vì các cô được.
có bông hồng của tôi thì dĩ nhiên một lữ khách bình thường hẳn sẽ tưởng là nàng ấy giống các cô. Nhưng chỉ riêng mình nàng thôi, nàng đã quan trọng hơn tất cả các cô, bởi lẽ chính nàng đã được tôi tưới nước cho, bởi lẽ chính nàng đã được tôi chắn bình phong cho, bởi lẽ chính nàng đã được bắt tôi sâu, bắt được tôi bắt sâu cho, bởi lẽ chính từ nàng mà tôi đã nghe phàn nàn, hoặc khoe khoang, hoặc thậm chí đôi khi chẳng nói chẳng rằng, bởi lẽ đấy là bông hồng của tôi. Sau cái sự thuần hóa, sau khi học hỏi cái bài thuần hóa của con cáo, thì hoàng tử bé mới biết là hoàng tử bé yêu hoa hồng và hoa hồng cũng yêu lại hoàng tử bé. Giữa họ đã phát có một cái tình cảm không có cách nào có thể thay thế được. Hoàng tử bé sẽ không yêu một bông hồng khác được như bông hồng này. Cũng giống như các bạn yêu ai đó và các bạn nhận ra rằng là rõ ràng là người yêu mình trông cũng bình thường mà trông nhìn có khi còn chẳng đẹp trai. Có bao nhiêu anh một cái đẹp trai như thế, thế sao lại chọn cái anh này? Anh này có cái gì? Nhưng mà bởi vì là như ông cả nói là chúng ta đã thuần hóa nhau, để trong mắt chúng ta chỉ có người đấy thôi. Người đó là nổi bật giữa hàng bao nhiêu người khác. Bao nhiêu người khác họ có thể giàu có, họ có thể đẹp trai tuyệt vời đến mức nào, nhưng mà trong mắt chúng ta chỉ có cái người duy nhất đấy thôi. Chúng ta đã thuần hóa rồi, vì chúng ta đã nói chuyện, vì mình nói chuyện với người đó, mình người đó chăm sóc mình, vì mình cũng chăm sóc lại người đó, vì giữa mình và người đó nó có một cái mối quan hệ rất là đặc biệt, vì ta đó là người yêu của mình đấy, kiểu như vậy sẽ là cái sự đặc biệt trong cái mối quan hệ thuần hóa này. Và khi đó thì hoàng tử bé nhận ra được về cái tình cảm của mình với cả bông hồng. Bông hồng rất là mảnh khảnh, rất là nhỏ bé nhưng mà luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nó chìa ra bốn cái gai. Đặc biệt là bông này rất hay, là rất là mạnh, cho dù có rất là nhạy cảm với cả những lời nói dối. Nhưng mà đến khi mà hoàng tử bé rời đi khỏi hành tinh này, và bông hồng đã nói rằng là cứ đi đi, phải giữ lời hứa của bản thân, và bông hồng chìa ra bốn cái gai này sẽ là em có thể tự bảo vệ được khỏi mọi, bảo vệ bản thân mình khỏi các sinh vật khác, thì anh cứ yên tâm mà đi khám phá các cái hành tinh khác. Rồi thì đó là những cái năm cái biểu tượng khá là lớn trong cuốn Hoàng tử bé này, và mình có thể giải thích các bạn, các bạn có thể đọc trong cái bài báo đấy rõ hơn, à không phải bài báo, bài nghiên cứu đó rõ hơn, mình sẽ link ở bên dưới. Cuốn này thì mình chưa thể nghĩ ra được tất cả những cái biểu tượng như vậy, nhưng mà nói chung về cái tầng lớp ý nghĩa chung thì mình có thể hiểu. Và cái nhân vật mình ấn tượng nhất trong cuốn này lại chính là bông hồng. Nếu các bạn đã đọc cuốn sách này rồi thì cho mình biết cảm nghĩ các bạn về cuốn sách này này, những biểu tượng mà các bạn thể nghĩ ra cho cuốn sách này. Thì các bạn cho các bạn về sau. Tạm biệt.